Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món bánh ít nhân dừa. Nguyên liệu mình có 400g cơm dừa, 40g đậu phộng rang, 350g đường thốt nốt, 150g đậu xanh không vỏ và 20g mè trắng rang, 100g lá cẩm tươi, lá chuối để gói bánh và 800g bột nếp. Đậu xanh mình đã ngâm nước trước 30 phút. Cho vào nồi với 1/2 muỗng cà phê muối và 500g nước lọc. Mình mở lửa vừa nấu cho đậu chín. Các bạn thấy có bọt thì hớt bỏ giúp mình nha. Khi thấy đậu chín, nước gần cạn hết, mình tắt bếp và dùng muỗng tán đều cho đậu mịn. Mình cho vào chảo 350g đường thốt nốt cắt nhỏ. Mở lửa nhỏ và nấu cho đường tan. Đường tan chảy hết, mình cho 400g cơm dừa vào. Đảo đều cho đường và dừa hòa quyện với nhau. Sau đó mình cho tiếp đậu xanh vào. Tới đây mình tắt bếp rồi tiếp tục cho đậu phộng và mè rang vào, trộn đều lên. Cuối cùng mình cho thêm một ống vani vào nữa, trộn đều và để nhân nguội, vo nhân và bọc lại để nhân không bị khô. Mình cho vào nồi 250g nước lọc và 100g lá cẩm. Nấu sôi để lấy nước màu. Pha bột. Mình có 800g bột nếp và 1 muỗng cà phê muối. Trộn đều rồi cho từ từ 400g nước nóng vào. Các bạn cẩn thận nước nóng nha. Sau đó mình chia bột thành 2 phần bằng nhau. Phần bột trắng, mình cho thêm 150g nước nóng vào. Trộn đều và nhồi cho bột mịn, sau đó bọc lại để bột không bị khô. Phần bột lá cẩm, mình cho vào 150g nước lá cẩm, cũng cho vào bột từ từ rồi trộn bột cho đều. Sau khi bột mịn thì dùng màng bọc bọc lại để bột không bị khô. Mỗi màu bột mình chia được 15 phần, gói bánh, cho nhân vào bột và gói lại. Sau đó cho bánh vào tô dầu ăn. Lá chuối lau sạch, mình cuộn lá hình xoắn ốc. Sau đó cho bánh vào và cấp 2 mép lá lại. Phần rìa hai bên mình gấp ra phía ngoài. Như vậy khi hấp bánh, bột sẽ không bị chảy ra ngoài. Dùng một lá chuối lớn hơn, bọc lại và xếp lá theo kiểu xếp máy bay giấy. Đây là kiểu gói dấu lá. Chấu phần gấp vào bên trong và xếp bánh vào sửng. Các bạn nhớ cho bánh vào tô dầu. Như vậy khi bánh chín, mình gỡ bánh ra, bột sẽ không bị dính vào lá. Thank you.
Khi để bánh vào hấp, mình để phần sát cạnh ướp xuống mặt dưới. Có như vậy hấp bánh sẽ không bị vô nước. Nước sôi mình để xửng bánh vào hấp, thời gian bánh chín là 1 cây nhang. Ướp chừng là 60 phút, vì mình hấp bánh bằng củi nên thời gian sẽ lâu hơn. Các bạn hấp bánh bằng bếp ga hay bếp điện, thời gian sẽ rút ngắn hơn nha, khoảng 20 đến 30 phút là được. Bánh chín, mình lấy bánh ra và để bánh đứng. Đây là bánh gói kiểu truyền thống, hai mép lá bị bung ra khi cầm lên. Còn đây là bánh gói kiểu dấu lá, nhưng kiểu nào thì bánh cũng ngon và đẹp hết. Mình xé thử bánh thì thấy bột, dẻo, dai và mềm, kết hợp với nhân rất thơm, không quá ngọt, rất vừa ăn và rất ngon. U là trời, mình tự khen mình. Vậy là mình đã làm xong món bánh ít nhân dừa. Cảm ơn các bạn đã xem và like, nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. BB các bạn. Mãi yêu.